Xin được chào các bạn. Máy lạnh là một sản phẩm rất cần thiết trong mùa nắng nóng hiện nay và cũng là một từ khóa hot nhất mà mọi người đang tìm kiếm. Hiểu được vấn đề đó, ngày hôm nay Điện Máy Xanh sẽ được giới thiệu đến các bạn dòng máy lạnh đến từ Thái Lan với thương hiệu Casper, với giá cả phải chăng, hội tụ nhiều tính năng. Nào, không dài dòng nữa, chúng ta cùng theo dõi video clip ngày hôm nay nha. Dòng GC-TL32 gồm hai công suất là một ngựa và một ngựa rưỡi. Tùy vào không gian sử dụng mà mình sẽ lựa chọn cho phù hợp. Dòng một ngựa làm mát hiệu quả trong không gian phòng dưới 15m², còn dòng một ngựa rưỡi sẽ làm mát trong không gian phòng từ 15-20m². Và bên cạnh của Trung Nghĩa đây, đó chính là chiếc máy lạnh đến từ dòng GC-TL32, thương hiệu Casper đến từ Thái Lan. Chà, mới nhìn vô thôi thì Trung Nghĩa cảm thấy rất là ưng ý với vẻ ngoài trắng tinh khôi không tì vết. Thiết kế nguyên khối làm tăng tính thẩm mỹ cũng như tăng độ bền. Các đường nét được chăm chút tỉ mỉ với nhiều điểm nhấn nổi bật như đường vắt góc mềm mại, mặt trước được thiết kế cong hẳn ra với logo thương hiệu khá bắt mắt. Phía trên có chữ Smart mạnh mẽ. Với sự kết hợp này thì ta có thể đặt máy ở bất kỳ nơi nào trong phòng cũng thấy hài hòa. Ngoài ra, khi mà nói về thiết kế thì chiếc máy lạnh này còn có thiết kế thông minh EasyCare. Và nói đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc rằng EasyCare là gì, đúng không ạ? Đúng như tên gọi của nó luôn đó mấy bạn, nghĩa là việc lắp đặt sẽ dễ dàng hơn với thiết kế nguyên khối và thông minh tối giản cấu trúc để tiết kiệm tới 50% thời gian lắp đặt, cho phép lắp đặt hai phía, có thể lắp đặt ống dẫn và ống thoát nước ngưng ở cả hai cạnh trái hoặc phải của dàn lạnh. Kết nối vỏ bởi các lẫy nhựa ít sử dụng ốc vít. Khi máy hoạt động bị lỗi, màn hình của máy sẽ hiển thị các mã lỗi, giúp bộ phận bảo hành của hãng khắc phục dễ dàng và nhanh chóng. Và đây cũng là ý nghĩa của chữ Smart trên dàn máy lạnh. Dàn nóng với thiết kế vững chắc được trang bị hệ thống tấm bảo vệ quạt tản nhiệt hình cánh quạt giúp phân bổ đều luồng nhiệt tỏa ra trong quá trình vận hành. Lá phin bộ trao đổi nhiệt được phủ lớp Hydrophilic chống ăn mòn là một thế mạnh khi máy điều hòa được đặt trong những môi trường khắc nghiệt, đặc biệt vùng ven biển. Dàn tản nhiệt làm bằng đồng và được mạ vàng làm tăng hiệu năng làm lạnh, tăng tuổi thọ dàn nóng, ngăn ngừa sự bào mòn từ các tác nhân bên ngoài như mưa, nước, muối, v.v. Đặc biệt hiệu quả tại các khu vực duyên hải như tại Việt Nam. Và có một điểm mà Trung Nghĩa rất là thích trong phần thiết kế, đó chính là máy có đèn LED để hiển thị nhiệt độ. Điều này vừa giúp cho chiếc máy lạnh của chúng ta nhìn sang hơn nè, có gì đó nhìn hiện đại, công nghệ hơn. Mà Nghĩa thì thấy điều này rất là tiện luôn, giúp chúng ta dễ dàng quan sát mức nhiệt độ muốn điều chỉnh. Còn nếu bạn là người khó ngủ, khi đèn LED sáng vào ban đêm, đơn giản thôi, bạn chỉ cần chủ động bấm vào nút Display trên remote. Các bạn biết không, khi mà Nghĩa nói với mẹ là muốn mua máy lạnh á thì mẹ Nghĩa bảo là thôi tốn điện lắm con ơi. Không chỉ riêng mẹ Nghĩa đâu mà ai khi mà mua máy lạnh cũng đặt cái câu hỏi là máy lạnh nó có ngốn nhiều điện hay không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì máy lạnh là thứ ngốn nhiều điện nhất trong gia đình của chúng ta. Bởi vì mọi người rất là sợ khi nhìn vào hóa đơn tiền điện hàng tháng. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, máy lạnh của Casper này tiết kiệm điện bởi vì được trang bị công nghệ inverter. Cụ thể là nhờ vào công nghệ iServing điều chỉnh nhiệt độ cài đặt theo đường hình xoắn thay vì đường thẳng như truyền thống. Nhiệt độ cài đặt luôn nằm trong khoảng cơ chế iServing, do vậy máy nén không cần thay đổi hoạt động quá nhiều khi nhận lệnh thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột từ người sử dụng. Và để nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện thì dòng máy lạnh này được trang bị thêm công nghệ Eco tiết kiệm điện. Bạn có thể kích hoạt dễ dàng bằng cách bấm nút Eco trên remote này. Với chế độ này, gia đình bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền điện kha khá. Bên cạnh đó, chế độ này còn tăng khả năng làm lạnh hơn, vận hành êm ái hơn. Dòng máy lạnh này còn sử dụng ga R32. Loại ga R32 là loại ga mới nhất hiện nay, giúp làm lạnh sâu, hơi lạnh dễ chịu, tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện tốt hơn. Với tiết kiệm điện ấn tượng như vậy, nên chiếc máy lạnh này được cấp tem tiết kiệm năng lượng 5 sao của Bộ Công Thương nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tính năng của máy lạnh này nha. Khi mà các bạn đang vật vờ ở ngoài trời nắng nóng như đổ lửa bước vào phòng, điều các bạn cần nhất là gì ạ? Đó chính là căn phòng của chúng ta được làm lạnh nhanh. Và các bạn chỉ cần kích hoạt chế độ Turbo ở trên remote này. Ở chế độ làm lạnh nhanh này, máy sẽ hoạt động với công suất cao, cho ra lưu lượng khí lạnh cao và nhanh hơn, giúp giảm nhiệt độ trong phòng trong thời gian ngắn nhất. Và để hơi lạnh lan tỏa đều và rộng hơn thì cánh đảo gió đã được Casper thiết kế dưới dạng hình vây, mang đến hiệu quả phân phối không khí đồng đều khắp nơi trong căn phòng vượt trội 10% so với cánh đảo gió thông thường. Và chính điều này giúp căn phòng của bạn sẽ được làm lạnh nhanh hơn, đồng thời cho cảm giác dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, cánh đảo gió đảo chiều lên xuống tự động, còn muốn điều chỉnh hướng gió trái phải thì chúng ta phải điều chỉnh bằng tay.
Đặc biệt, chúng ta có thể khóa cánh đảo gió ở nhiều vị trí mong muốn bằng cách bấm nút Win ở trên remote. Chưa hết đâu các bạn, để không gian trong phòng trở nên mát mẻ hơn thì chiếc máy lạnh này còn có chức năng tự động cảm biến nhiệt độ thông minh iFeel. Dựa vào thói quen của chúng ta là hay cầm remote theo bên mình, vì thế mà remote của chiếc máy lạnh này đã được tích hợp cảm biến nhiệt, cho phép truyền thông tin nhiệt độ xung quanh nó tới máy lạnh, giúp máy có thể điều chỉnh nhiệt độ làm lạnh được chính xác. iFeel trên máy lạnh này có thể được kích hoạt qua nút nhấn trên remote và hoạt động ở mức từ 25 đến 28 độ C. Giấc ngủ đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta có một giấc ngủ ngon thì mới có thể hoạt động tốt vào ngày hôm sau. Hiểu được vấn đề này, máy lạnh Casper đã trang bị chế độ ngủ đêm vào trên remote. Để chọn chế độ này, các bạn chỉ cần bấm nút Sleep trên remote. Ở chế độ ngủ đêm này, máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ trong lúc ngủ, giúp chúng ta không bị quá lạnh lúc nửa đêm, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Mà không chỉ làm lạnh hiệu quả đâu, Casper còn quan tâm đến chất lượng không khí nữa. Hạt bụi nhỏ cũng như các tạp chất hữu cơ bay hơi luôn có khắp mọi nơi trong không khí. Hệ thống lưới lọc đa chiều Airfresh giúp bắt giữ và loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây hại khác, mang đến bầu không khí trong lành. Hệ thống lưới với khả năng lọc các hạt bụi siêu mịn 0.3 micromet thông qua 4 màng lọc chính: màng lọc carbon, màng lọc kháng virus, màng lọc tăng cường vitamin C, màng lọc diệt khuẩn. À, có một điều mà Nghĩa muốn chia sẻ với các bạn về thói quen dùng máy lạnh của Nghĩa, đó là Nghĩa hay hẹn giờ tắt máy lạnh. Ví dụ, 5 giờ sáng là máy sẽ tự động tắt để tránh trường hợp quên tắt máy lạnh trước khi rời khỏi nhà. Các bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản trên remote là có thể hẹn giờ tắt hoặc bật được rồi. Sẵn đây, Nghĩa sẽ hướng dẫn với bạn luôn nha. Khi máy lạnh đang tắt, bạn nhấn nút timer một lần, khi đó màn hình remote điều hòa sẽ hiện chữ timer on. Sử dụng hai nút set có mũi tên lên xuống để tăng giảm thời gian hẹn giờ. Nhấn nút timer một lần nữa để xác nhận. Còn khi bạn muốn hẹn giờ tắt, máy lạnh Casper đang hoạt động, nhấn nút timer một lần, khi đó màn hình điều khiển sẽ hiện dòng chữ timer off. Dùng hai nút set có mũi tên lên xuống để tăng giảm thời gian hẹn giờ tắt. Nhấn nút timer một lần nữa để hoàn tất thiết lập. Nếu muốn tắt chế độ hẹn giờ đã cài đặt, bạn chỉ cần nhấn nút timer thêm một lần nữa. Để tăng độ bền và giúp cho máy sạch hơn á, thì máy lạnh Casper còn được trang bị thêm chức năng tự làm sạch thông minh iClean. Đây là tính năng tự làm sạch thông minh có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các vi khuẩn, nấm mốc bên trong giàn lạnh, giúp tối ưu hoạt động của máy, giảm số lần tháo lắp vệ sinh và tăng cường tuổi thọ của máy lạnh. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng khoảng 6 tháng, các bạn nên vệ sinh máy lạnh một lần, và tại Điện Máy Xanh cũng có dịch vụ vệ sinh máy lạnh với giá cả hợp lý luôn. Nãy giờ thì Nghĩa đã chia sẻ với các bạn về tính năng của sản phẩm này rồi, và có một điều trong Nghĩa rất là thích, đó chính là chế độ bảo hành của sản phẩm. Hãng điều hòa Casper bảo hành lỗi là đổi mới tận nhà trong vòng 2 năm, lỗi dàn nào đổi dàn đó. Năm thứ 2 chỉ đổi ở các bộ phận bị lỗi như dàn ngưng tụ, dàn bay hơi và máy nén. Còn bảo hành máy là chính hãng 3 năm. Đó, các bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta càng yên tâm hơn khi mà mua sản phẩm này rồi. Sau khi mà sử dụng xong dòng máy lạnh GC-TL32 này thì Nghĩa thấy có một số tính năng nổi bật như tự động cảm biến nhiệt độ thông minh iFeel, tự động làm sạch iClean, thiết kế thông minh EasyCare v.v. Hàng sản xuất chính hãng tại Thái Lan. Đây là một sản phẩm rất thích hợp cho chúng ta trong mùa nắng nóng như thế này. Với phân khúc giá dưới 8 triệu thì mình nghĩ đây là một lựa chọn hợp lý cho các bạn sống độc thân một mình nè, gia đình có thu nhập ở mức trung bình. Nếu như mà các bạn thích sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với Điện Máy Xanh để được tư vấn và đặt hàng nha. Giá cụ thể của sản phẩm hãy xem chi tiết ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dòng máy lạnh Casper Inverter một ngựa GC-TL32. Công nghệ inverter tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt với thiết kế thông minh EasyCare. Làm lạnh nhanh chóng bằng cơ chế làm lạnh trong 30 giây. Khí lạnh lan tỏa đều khắp phòng với cánh quạt đảo gió hình vây. Tính năng tự động cảm biến nhiệt độ thông minh iFeel mang tới bầu không khí lý tưởng phù hợp. Hiệu quả hoạt động tối ưu và kéo dài tuổi thọ của máy lạnh với tính năng tự động làm sạch thông minh iClean. Loại bỏ các tác nhân có hại cho không khí trong lành hơn với hệ thống lưới lọc đa chiều Airfresh.